Thực phẩm bảo vệ sức khỏe dầu dưỡng thể MediGSA Real Oil được sản xuất tại Mỹ với tiêu chuẩn NSF, GMP. Real Oil 300mg giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, cung cấp các axit béo omega 3, EPA và DHA giúp cơ thể hấp thụ nhanh chóng và dễ dàng, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, đồng thời hỗ trợ điều tiết chất béo trung tính, hỗ trợ sức khỏe não bộ. Thành phần omega 3 rất quan trọng đối với não bộ. Các chất đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển chức năng não và duy trì sức khỏe não bộ cho người cao tuổi. Đối với sức khỏe mắt, axit béo omega 3 có trong nhuyễn thể rất quan trọng, giúp mắt khỏe hơn mỗi ngày và tăng cường thị lực cho mắt. Nguồn axit béo omega 3 EPA và DHA hỗ trợ các khớp thoải mái và linh hoạt, giúp giảm các triệu chứng viêm khớp và thoái hóa khớp. Dầu nhuyễn thể MediGSA Real Oil có thành phần phospholipid quan trọng giúp hấp thụ tốt hơn. Có chứa các vitamin A, D, E và chất oxy hóa astaxanthin có trong dầu nhuyễn thể. Không chứa các thành phần gây nguy và chất oxy hóa axit sau khi hấp thụ. Dầu dưỡng thể MediGSA Real Oil được sản xuất từ Mỹ với tiêu chuẩn NSF, GMP, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, thúc đẩy chức năng não bộ, hỗ trợ khớp linh hoạt và thoải mái, đôi mắt khỏe, tăng cường thị lực cho mắt. Thực phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nhanh tay liên hệ với chúng tôi qua hotline 1800 9009.